Vâng, xin chào tất cả quý vị và các anh em. Vâng, trở lại với video tiếp theo của Trung tâm Điện tử Tắm Hoa, địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vâng, với video này em xin giới thiệu và test một cặp loa bãi xịn thương hiệu đến từ đất nước Mỹ. Loa có tên là EV, mã sản phẩm là LC112. Vâng, bên em test để gửi cho bạn Hoàng Dương. Địa chỉ của bạn Dương là ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bạn đã đặt bên em một cặp loa bãi thương hiệu đến từ đất nước Mỹ, EV LC112, loa được cấu trúc một bát 30 và một kèn. Vâng, từ của bát là từ được sử dụng từ 17 và quay 76. Và giá của cặp loa bãi xịn EV là giá tại trung tâm là 10 triệu 700 nghìn đồng, giá bao ship là 11 triệu đồng trên toàn quốc. Vâng, thì với clip buổi tối này là em test để gửi nhà xe. Bạn Hoàng Dương sẽ đón ở bến xe Mỹ Đình với cặp loa EV. Vâng, đây là cái mặt sau của cặp loa bãi EV. Đó. Đây là cái tem bên dưới. Và EV LC112 hàng bãi xịn. Vâng, Made in USA, cái con đại bàng nó đứng lên chữ Made in và USA là bên dưới. Dòng loa này cũng được thiết kế hai cổng nhôm chích. Và mọi nhu cầu mua sắm xin mời quý vị và các anh em hãy gọi theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Trung tâm Điện tử Tắm Hoa nhận giao hàng toàn quốc. Và với những cặp loa EV LC112 bao zin, bao xịn, bao chất. Và chất âm nó rất là sạch, lời sáng bay. Với dùng quý vị và các anh em khi đã dùng cặp loa EV LC112, chúng ta không cần phải sử dụng đến những cặp loa L để hỗ trợ phần lời, bởi vì dòng loa này lời nó rất sáng và bay, nền nhạc và lời rất là sạch. Vâng, sau đây em test để đóng gói, rồi sớm mai là khoảng 5 giờ sáng là em đã dậy em gửi đến nhà xe rồi. Một quả rất là tốt.